Chào mừng các em tham gia tiết học Giáo dục công dân 6 tuần 2 học kỳ 2. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 7 ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Để giúp các em hình dung lại kiến thức tiết học hôm trước, xin mời các em cùng theo dõi trên màn hình, kể tên giúp cô những tình huống nguy hiểm xuất hiện trong những bức tranh dưới đây. Chúng ta có thời gian 10 giây để suy nghĩ. Nào, các em đã sẵn sàng chưa? Thời gian suy nghĩ của các em bắt đầu nhé! Thời gian suy nghĩ đã hết, mời các em cùng theo dõi đáp án. Đây chính là những tình huống nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống. Vậy, khi gặp phải những tình huống nguy hiểm như thế này, chúng ta cần phải làm gì để trang bị cho mình những kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy hiểm như vậy? Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo của bài học để có được câu trả lời các em nhé. Phần 2 La Mã khám phá. Việt Nam nằm ở một trong ba khu vực tập trung nhiều dòng xét nhất thế giới. Dòng xét thường tập trung vào các tháng cao điểm mùa mưa với tốc độ di chuyển lên tới 3.600 km/h và đạt tới nhiệt độ 30.000 độ C. Dòng xét thường đe dọa đến tính mạng và tài sản của con người và xã hội. Hệ thống điện của khu vực bị xét đánh trúng sẽ bị hư hại nặng nề và gây nguy hiểm đối với người đi đường. Sự thật là không có chỗ nào an toàn 100% khi bạn đang ở ngoài trời mưa tại những vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, để phòng tránh bị sét đánh, bạn không nên trú mưa dưới các cây cao, nhất là những cây đơn độc hay các khu vực có địa hình cao. Các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm. Tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, cuốc, xẻng. Ra khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, mương. Chọn nơi trú ẩn thấp hơn so với khu vực xung quanh. Không nên đứng thành nhóm đông người mà đứng cách nhau khoảng hơn 15 mét. Nếu bạn đang ở khu vực dông mưa và cảm thấy lông tay tóc dựng lên, thì điều bạn có thể làm là ngồi xổm thấp xuống, giữ cánh tay và bàn chân của bạn gần nhau để phát tán điện, hoặc dùng hai tay bịt tai nhằm giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương và bỏng nếu sét đánh xảy ra. Nếu ở trong nhà khi trời mưa dông, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Để tránh sét đánh hỏng đồ điện, bạn nên rút vít cắm các thiết bị điện. Sét có thể di chuyển và tấn công từ vị trí cách xa khoảng 40 km tính từ những đám mây. Vì thế, để an toàn, hãy cảnh giác với những cơn mưa dông trong phạm vi 160 km tính từ vị trí của bạn.
ngoài việc phòng tránh tai nạn đuối nước xảy ra, chúng ta cần có cách xử trí để hạn chế số lượng người thiệt mạng. Khi gặp người đuối nước, bước 1, hãy gọi người đến cứu. Hãy gọi thật to để mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Bước 2, giữ bình tĩnh và tìm cách cứu đuối. Khi nạn nhân bị đuối nước gần sát mép của bờ, nằm sấp người xuống sát đất, chân trải rộng, đưa tay thuận ra phía nạn nhân, có thể cầm áo, que để gia tăng tầm với. Khi nạn nhân ở xa mép bờ, hai chân đứng vững chắc, dùng chân trước làm chân trụ, sử dụng que dài, gậy, vật dài kéo nạn nhân từ từ và cẩn thận. Khi nạn nhân ở xa tầm với của que hoặc ở đó không có que, xào, buộc dây vào phao cứu sinh hoặc vật nổi ném về phía nạn nhân. Bước 3, sơ cứu, thực hiện ép ngực xen kẽ với hô hấp nhân tạo. Cho dù bạn là người bơi rất giỏi, nhưng khi gặp người đuối nước, bạn nhớ không nhảy xuống cứu người. Cách tốt nhất là hãy gọi người đến cứu và tìm cách để vớt người bị đuối nước lên. Điều đầu tiên, không để người lạ biết tên trẻ. Người lạ sẽ dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của trẻ khi trò chuyện mà gọi tên của chúng, song điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Do đó, bạn không nên ghi tên trẻ nhỏ vào đồ dùng cá nhân như cặp sách, giày dép. Hãy ghi số điện thoại của gia đình, người thân lên đồ dùng của trẻ, để phòng trường hợp đồ đạc bị thất lạc hoặc khi trẻ đi lạc. Điều thứ hai là tuyệt đối không đi theo người lạ, không leo lên xe, đi nhờ xe bất cứ ai trừ khi bố mẹ đã dặn trước là trẻ phải làm thế. Ngoài ra, cần tránh xa những kẻ có dấu hiệu bám đuôi, dù kẻ đó đang đi bộ hay đi xe máy, ô tô. Trẻ không cần và không nên đến gần bất cứ chiếc xe lạ nào để nói chuyện với những người không quen biết. Thứ ba là dạy trẻ chạy ngược hướng với xe của người lạ. Hãy thường xuyên luôn nhắc nhở trẻ không được bước lên ô tô, xe máy của người lạ. Ngoài ra, bạn cần chỉ trẻ chạy ngược với hướng di chuyển của xe người lạ muốn tiếp cận trẻ. Thứ 4, hãy đặt mật khẩu riêng giữa trẻ và người thân. Những kẻ bắt cóc thường tự nhận là người quen của bố mẹ để tiếp cận trẻ. Bạn nên dạy trẻ hỏi những câu đơn giản về thông tin cá nhân của người thân và kèm theo đó là một mật khẩu riêng khi người lạ tiếp cận dụ dỗ. Hãy thiết lập một mật khẩu chung của gia đình và dạy trẻ sử dụng mật khẩu trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn khi bạn cần ai đón con ở trường, người đó cần phải biết câu mật mã của gia đình. Thứ 5, không nhận quà từ người lạ. Tuyệt đối không được nhận thức ăn, thức uống, quà cáp từ người lạ ở bất cứ nơi đâu. Những thứ này thường chứa thuốc mê nhằm làm trẻ mất ý thức để dễ thực hiện hành vi bắt cóc. Thứ 6, hãy cài đặt ứng dụng theo dõi. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại điện thoại dành cho trẻ em với chức năng nhận cuộc gọi từ một vài số điện thoại nhất định và định vị toàn cầu. Nhờ chức năng định vị toàn cầu, bố mẹ có thể dễ dàng theo dõi vị trí chính xác của con. Việc này sẽ giúp cảnh sát tìm kiếm trẻ trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Thứ 7, đeo vật dụng có nút ấn khẩn cấp. Bạn có thể cho trẻ đeo những vật dụng có nút bấm phát tín hiệu khẩn cấp như đồng hồ, chìa khóa, vòng cổ, vòng tay. Khi trẻ cảm thấy bị nguy hiểm, chỉ cần bấm nút thì tín hiệu khẩn cấp sẽ được gửi ngay đến cha mẹ. Thứ 8, hãy hét thật to, rõ ràng và lặp lại nhiều lần. Hãy dạy trẻ phản ứng thật mạnh mẽ và quyết liệt khi có người lạ túm lấy mình. Trẻ có thể cắn, đá, cào, cấu, đồng thời gây sự chú ý với những người xung quanh bằng cách liên tục hét lên thật to. Trẻ nên hét lên những câu có nội dung mang tính đánh động rõ ràng như: cháu không quen người này. Ông, bà ấy đang bắt cóc cháu. Thứ 9, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế tiếp xúc người lạ. Hầu hết trẻ em đều biết mình không nên tiếp xúc với người lạ. Trong trường hợp bắt buộc, bạn cần dạy trẻ phải trả lời thật ngắn, gọn và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Nên giới hạn thời gian trò chuyện dưới 10 giây và luôn giữ khoảng cách an toàn trên 2 mét với người lạ. Thứ 10, dạy trẻ không để người lạ biết đang ở nhà một mình. Nếu người lạ gọi cửa và không trả lời là ai, thì trẻ tuyệt đối không được mở cửa. Ngoài ra, trẻ không nên cho người lạ biết trẻ đang ở nhà một mình, dù đó là bạn của bố mẹ, hàng xóm, hay những người xa lạ. Nếu người đó vẫn tiếp tục đứng chờ và cố tính kéo dài cuộc trò chuyện thì trẻ phải gọi điện thoại báo ngay với bố mẹ. Thứ 11, tránh sử dụng thang máy với người lạ. Bạn hãy dạy trẻ luôn đứng dựa vào tường khi ở trong thang máy để trẻ có thể nhìn thấy hành động của mọi người xung quanh. Nếu có người lạ đi vào thang máy khi trẻ đi một mình, tốt nhất là trẻ nên giả vờ bỏ quên thứ gì đấy và bước ra ngoài. Nếu người lạ vẫn cố gắng thuyết phục trẻ bước vào thang máy thì phải trả lời: bố mẹ cháu bảo chỉ được đi thang máy một mình hoặc đi cùng hàng xóm thôi. Điều cuối cùng, dạy trẻ không tự ý gặp gỡ trực tiếp bạn bè trên mạng xã hội. Hãy cảnh báo với trẻ rằng những kẻ bắt cóc hiện nay có thể tìm kiếm con mồi trên mạng. Việc trò chuyện với người lạ trên mạng có thể sẽ khiến trẻ rơi vào vòng nguy hiểm. Phải luôn giúp trẻ ghi nhớ rằng không được đưa thông tin gia đình, cá nhân như địa chỉ nhà,
số điện thoại, tên tuổi cho bất kỳ ai và tuyệt đối không được phép gặp trực tiếp bạn trên mạng. 1. Bạn cần kiềm chế sự sợ hãi, tránh kêu khóc, đặc biệt đừng gây căng thẳng, kẻo chúng sẽ dùng hung khí gây đau đớn cho bạn. Giữ bình tĩnh và nói với chúng rằng hôm nay bạn không mang theo tiền. 2. Không nên lập tức đưa tiền cho chúng, vì như vậy chúng sẽ biết bạn đang rất sợ và sẽ đòi hỏi nhiều hơn, hoặc lần sau sẽ tiếp tục trấn lột bạn. 3. Bạn có thể nói rằng phải đi mượn tiền hoặc về nhà lấy, rồi nhân cơ hội ấy trốn khỏi chúng. 4. Nếu không tìm được cơ hội chạy thoát, bạn hãy kéo dài thời gian, chờ người lớn đi qua rồi kêu cứu thật to. 5. Nếu phải đưa tiền, thì về nhà, bạn hãy kể lại những việc đã xảy ra cho người lớn biết để ngăn chặn việc xấu đó. Hạn chế đi học, đi chơi về muộn khi không có người lớn đi cùng, nên chọn những con đường đông người qua lại và đi cùng một vài người bạn. Hãy ghi nhớ những cách ứng phó trên để bảo vệ mình khi bị trấn lột các bạn nhé. Khi có hỏa hoạn, đầu tiên chúng ta phải thông báo cho những người xung quanh biết. Gọi 114, thoát theo đường hành lang, thang bộ và ban công nếu như chúng ta đang ở chung cư. Nếu đám cháy lan lại gần, cần dùng khăn nhúng nước che người. Nếu không may bị bén lửa, nằm ngay xuống đất và lăn qua lăn lại. Đi khom hoặc bò trên đường di chuyển để thoát khỏi đám cháy. Đóng các cửa trên đường di chuyển để tránh lửa lan rộng ra. Một số kỹ năng ứng phó khi bị bắt nạt. Chúng ta phải bình tĩnh, không đôi co, quản lý cảm xúc, tránh tỏ ra sợ hãi. Quan sát, tìm kiếm sự giúp đỡ, chạy nhanh thoát thân. Chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, không được im lặng chịu đựng. Rèn luyện thể lực, tự tin vào chính mình. Chơi cùng nhóm bạn, tránh xa bạn xấu. Và không nên đi một mình, đi sớm, về trễ. Chúng ta cùng xử lý những tình huống sau. Tình huống thứ nhất, mình là học sinh lớp 6A3. Bạn ấy khá hài hước nhưng hay đùa giỡn quá mức. Lần nào xếp hàng lên cầu thang vào lớp, mình cũng xô đẩy các bạn, kể cả các bạn nữ. Hậu quả việc làm của mình là gì? Là bạn học cùng, em sẽ làm gì để bản thân và các bạn trong lớp không gặp nguy hiểm? Tình huống số 2. Vào giờ ra chơi, Nam rủ một nhóm bạn trong lớp dùng giày ném tổ ong trên cành cây của khu vườn sát bên bờ rào của trường. Hậu quả việc làm của Nam và các bạn. Nếu em là một trong những bạn được Nam rủ, em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ hoàn thành phiếu học tập sau các em nhé. Ở phần hậu quả, chúng ta sẽ ghi vào những ô của hình tròn. Ở phần biện pháp, chúng ta sẽ ghi vào ô hình chữ nhật các em nhé. Về hành động của bạn Minh thì có thể dẫn tới những hậu quả. Thứ nhất đó là khiến cho những bạn khác bị té ngã, thậm chí là gây thương tích. Và đây là hành động gây mất trật tự, hành động vi phạm nội quy và có thể bị xử phạt. Về biện pháp, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với Minh, nói đó là hành động gây nguy hiểm. Thể hiện mạnh mẽ thái độ không đồng tình với hành động đó và khuyên Minh nên dừng lại và không làm như vậy nữa. Nếu như bạn ấy vẫn còn tiếp tục thì sẽ báo với giáo viên và phụ huynh. Về hành động của bạn Nam, hậu quả thì có thể gây phá hoại thiên nhiên. Bản thân và các bạn có thể bị ong đốt, có thể bị mất giày.
gây mất trật tự. Về biện pháp thì em sẽ chỉ ra những hậu quả của nam và các bạn có thể gặp phải, giải thích cho nam hiểu đó là việc làm không đúng, từ chối không tham gia, báo cho giáo viên nếu nam vẫn cố tình làm. Như vậy, qua những phần chúng ta vừa tìm hiểu, các em sẽ trả lời giúp cô một câu hỏi. Để ứng phó với những tình huống nguy hiểm, chúng ta cần phải làm gì? Để ứng phó với những tình huống nguy hiểm thì chúng ta đầu tiên là phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ, tìm kiếm sự hỗ trợ và các cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất. Khi gặp tình huống nguy hiểm, khó có thể đối đầu, cần trốn chạy, kêu cứu. Sau đó, tìm cách để lại dấu vết, thông tin để báo cho người thân, công an và những người xung quanh. Sau đây, cô sẽ hệ thống kiến thức để cho chúng ta dễ hình dung. Về quy trình ứng phó với những tình huống nguy hiểm, nhận diện tình huống nguy hiểm, bình tĩnh suy nghĩ, liệt kê các cách ứng phó và chọn phương án ứng phó hiệu quả. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em sẽ ghi vào tập nhé. Phần hướng dẫn về nhà. Em sẽ học thuộc cho cô phần 2 là mã khám phá, 2 nhỏ một số tình huống nguy hiểm và 3 nhỏ để ứng phó với những tình huống nguy hiểm thì chúng ta cần. Xem trước nội dung tiếp theo của bài 7. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.